Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 26 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Tý trong ngày thứ ba này cần thận trọng trong từng lời nói hành động của mình nguyên nhân là do kẻ tiểu nhân ẩn hiện xung quanh bạn liên tục buông lời rèm pha khiến danh dự uy tín của bạn có thể bị tổn thất nặng nề lại thêm tỷ kiên chiếu mệnh dường như bạn chẳng thể tin tưởng thêm bất cứ một ai khác nữa còn giáp này nếu dùng sự kiên trì và quyết tâm đến cùng thì có thể sẽ có kết thúc có hậu trong nay mai chuyện tình cảm của bản mệnh không có gì đặc sắc trong ngày này người độc thân vẫn loay hoay để tìm cách bước ra khỏi vòng tròn giới hạn của chính mình các cặp đôi cũng từ những bất đồng xung đột mà trở nên dần xa cách nhau hơn đây là lúc hai người cần phải trò chuyện chia sẻ và lắng nghe để đôi bên cùng thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi có tiền bạc đối với phái nữ sức khỏe tình cảm không tốt nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn tu bổ cho nhà cửa công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác đi xa không có lợi nên lấy sự hòa giải tình cảm làm phương châm hành động tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc công việc làm ăn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự. Tử vi tuổi canh tí. Thuộc mệnh thổ. Sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính. Không nên tranh cãi, nóng vội, bực mình. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt. Cần phải biết chờ đợi, hòa hoãn. Ngày dù có gặp nhiều chuyện đến cần phải giải quyết cũng không nên lo ngại, hoặc bối rối. Nếu không phải là việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt, ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm, dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp chia chác. Tử vi tuổi Sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi sửu sẽ chẳng mấy vui vẻ trong ngày có sử mùi tương hình tác động như hôm nay. Những khó khăn chắc trở cứ liên tiếp tìm đến khiến con giáp này đang dần nản trí, chỉ muốn buông xuôi. Những áp lực tinh thần có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bản mệnh không biết cách để tháo gỡ chúng. Sự xuất hiện của thiên quan chỉ khiến cho tình hình trở nên xấu đi khi những cuộc đụng độ giữa bạn với cấp trên hay những người có quyền chức có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, tốt nhất bạn nên kiệm lời hơn một chút, tránh xa những chuyện thị thi tranh đấu có thể làm tổn hại đến bạn. Nếu muốn mọi việc thuận lợi hơn đôi chút, bạn có thể chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành trong một ngày có phần u ám như hôm nay. Theo đó, bạn có thể đi theo hướng nam để nghênh đón hỷ thần hay hướng đông để gặp tài thần. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro mất hòa khí trách oán nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng sự việc không phải là đơn giản nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân cấp trên sẽ có sự thuận lợi có tin buồn ở xa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Việc đi lại, di chuyển, thường gặp khó khăn, chắc trở. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của buồn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc đang chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự trì trệ, cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Ngày xung của buồn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi dần thương quan giáng họa khiến vận trình công việc của người tuổi dần chẳng được như mong muốn trong ngày hôm nay chỉ một chút lơ là sơ sẩy mà mọi công sức bạn đã gây dựng trong suốt thời gian qua có thể sớm tan thành bọt biển bản mệnh cũng vì cả tin nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác để rồi tiền bạc thất thoát sự liều lĩnh của bạn sẽ khiến bạn phải chịu những tổn hại khôn lường may mắn là mối quan hệ tình cảm giữa bạn khá hài hòa nhất là với các cặp đôi đang trong giai đoạn tình cảm nồng nàn nhất chỉ cần luôn duy trì sự tôn trọng cũng như dành tình yêu thương chân thành cho nửa kia của mình đôi bạn sẽ càng thêm gắn kết hơn tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở công danh tài lộc tình cảm có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng dự tiệc thuận lợi cho việc kết hôn kết bạn đến gặp quý nhân có người đi xa có khách đến học các nghề nhiếp ảnh xây dựng địa ốc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có người hoặc có tin tức đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại hoặc có được tin tức không tốt về công ăn việc làm cũng không nên lo âu mọi việc sẽ có sự ổn thỏa có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Dù sự việc có xảy ra thuận lợi, vui vẻ cũng nên có sự giới hạn hoặc phải đề phòng sự dò ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cổ. Đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc thiệt thòi. Coi chừng có người chơi xấu gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau có sự sửa sang tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng ngày có sự di chuyển thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cẩn quá đáng có tin xa có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo có thể có sự dò ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình mọi việc chưa phải là kết thúc nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi mão cục diện mùi mão bán hợp trợ giúp khá nhiều cho vận trình của người tuổi mão trong ngày này mọi việc trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều lần bản mệnh nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều trở ngại những thành tích bạn mang về còn ghi điểm trong mắt cấp trên nữa chưa kể thực thần ghé thăm báo hiệu tin vui tài lộc liên tiếp báo về cho con giáp này nhất là với ai làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do khoản tiền bạn kiếm được tại thời điểm này sẽ khiến không ít người phải thầm ghen tị đó tuy nhiên sức khỏe của bản mệnh khó được đảm bảo trong khoảng thời gian này theo tử vi hàng ngày cho thấy bạn nên gác lại những rối ren trong công việc và tập trung vào việc chữa lành bản thân đây là lúc bạn cần dừng lại và sạc đầy pin cho mình tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên hỏi ý kiến của người lớn hoặc quý nhân của mình nên xem xét lại vấn đề ngay từ lúc khởi đầu mới ra manh mối mọi sự mong cầu về tin tức đều chậm nếu có đến thì cũng không tốt tin buồn tài lộc dễ hao mất mát chỉ thuận lợi cho việc tu bổ dọn dẹp chữa bệnh giải oan thu vén mọi sự tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên tin cần người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt có tin buồn sức khỏe không tốt việc đi lại giao dịch hoàn toàn không có lợi có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gặp lại người cũ có người đi xa trở về có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe buồn mạng của người thân không nên thay đổi dự tính công việc mới chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả không nên quá chú trọng vào ý kiến lời hẹn của người khác có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp giúp đỡ mua sắm tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim có tin buồn cẩn trọng sức khỏe không được tốt nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tử vi tuổi thìn sự xuất hiện của chính quan sẽ mang đến cho người tuổi thìn thêm tự tin vào năng lực của mình bạn chẳng còn e ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách nữa hãy nhân cơ hội này để bộc lộ khả năng của bạn khẳng định vị thế của mình trong tập thể tuy nhiên trong một số tình huống bản mệnh lại tỏ ra khá bảo thủ cứng nhắc không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh đây có thể coi là yếu điểm của con giáp này nếu không sớm khắc phục thành công ngay trước mắt bạn cũng có thể bị vụt qua mất đó ngày thổ thủy tương xung như hôm nay có thể khiến cho cơ thể bản mệnh bị ảnh hưởng ít nhiều bạn dễ mắc các bệnh liên quan tim mạch thiếu máu bệnh về mắt bệnh dạ dày đường ruột cần chú ý đề phòng. Hãy lên kế hoạch tập luyện để tăng cường sức khỏe của bản thân, đẩy lùi bệnh tật. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Có người ở xa đến thăm, có lộc nhỏ, hoặc có tin xa, vừa về công việc lẫn tình cảm. Mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành. Có người dòm ngó và muốn cản trở công việc của mình. Nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển, bất lợi. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi không nên nhúng tay vào chuyện của người khác ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc ngày có nhiều chuyện phải lo âu giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nếu cần di chuyển đi xa cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người bất đồng ý kiến với mình, hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, nếu cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi tỵ có quý nhân tương hội ở bên giúp sức công việc của người tuổi tỵ trong ngày thứ ba này trở nên hanh thông suôn sẻ bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ, hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa. May mắn càng gia tăng khi có chính tài đến bên ủng hộ con giáp này. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng thêm gì về chuyện tiền bạc nữa. Không chỉ có đủ để tiêu dùng, bạn còn để ra cho mình một khoản khá khá để tiếp tục tái đầu tư. Nhân duyên của bạn mệnh chưa khi nào sáng rõ như bây giờ. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một nửa mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Các cặp đôi cũng ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tình cảm nhờ thế mà thêm khăng khít. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Có tin buồn, chỉ nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn. Có tin tức ở xa, ngày không nên mưu cầu, giải quyết những việc lớn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự cực nhọc, vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên giới hạn việc đi lại di chuyển nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ sửa sang mua sắm chữa bệnh sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa, việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua. Tử vi tuổi quý tỵ, thuộc mệnh thủy. Nên giới hạn mọi sự giao thiệp, việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi ngọ, thứ ba này may mắn sẽ gọi tên con giáp tuổi ngọ trong ngày mùi ngọ tam hội như hôm nay. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà khởi sắc rực rỡ, những khó khăn đã được đẩy lùi, thay vào đó là những thành tích công việc hết sức khả quan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua thiên tài trợ mệnh túi tiền của bản mệnh sẽ ngày càng đầy thêm trong ngày này các khoản tiền bất ngờ chảy về túi của bạn có thể là khoản lương thường từ nghề tay trái khoản nợ khó đòi hay thậm chí là được cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng trúng số nữa vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày này khởi vượng đào hoa mang theo những tín hiệu tốt lành đến với cả những người độc thân và những người đã có đôi có cặp đôi bên được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đang ở trong tình thế không được thuận lợi không nên làm cản hoặc nêu ý kiến của mình hãy thuận theo thời thế và chờ một dịp khác hoặc ngày khác trong vấn đề tình cảm không nên có tính cách lâu dài hoặc nên giấu kín có đệ tam nhân xen vào tài lộc trung bình tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc việc đã xong cũng cần phải xem xét lại tài lộc dễ hao có tin buồn không như ý tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ ngang công việc. Không nên bực mình khi có tin hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm, hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên. Trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại. Có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình. Có tin buồn về sức khỏe, làm ăn của người thân. Tử vi tuổi nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Ngày có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn nhưng không nên kéo dài. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Có tin tức về đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi mùi Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi mùi sẽ phải đương đầu với những thế lực mạnh mẽ từ chính trong nội bộ tập thể của bạn. Đây là thời điểm bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cũng như những người xung quanh bạn. Hung thần này còn mang theo điểm báo tiểu nhân xuất hiện kẻ xấu bụng cứ liên tục tìm đủ mọi cách để hạ bệ bạn. Hãy luôn có lòng đề phòng kể cả những người thân quen, luôn ở bên bạn trong suốt thời gian qua. Hôm nay ngày 26 tháng 10 năm 2021 dương lịch, tức ngày 21 âm lịch, nhân thần ở ngón chân, bản mệnh tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của buồn mạng, có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc, và hao tài. Tất cả đều chưa có kết quả, cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo, hao tài về mua sắm, đi lại. Tử Vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi thị phi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương mở tiệm hợp tác tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương xuất hành ký kết hợp tác tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng nếu có tiền bạc thì cũng phải hao tốn về mua sắm tu bổ trả nợ hoặc được vay mượn ngày có nhiều biến động thay đổi từ công danh việc làm cho đến tình cảm có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân bè bạn có người đi xa gặp lại người xưa tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương hợp tác tử vi tuổi thân được chính ấn độ mệnh con giáp tuổi thân khám phá ra những điều hoàn toàn mới mẻ về bản thân bạn không thể ngờ rằng khả năng làm việc của bạn lại có thể được đánh giá cao đến như vậy hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của bản thân và cống hiến hết mình cho công việc đi nhé vận trình tình cảm của bản mệnh cũng dần trở nên tốt đẹp hơn trong ngày hôm nay những mâu thuẫn hiểu lầm dần được hóa giải, cả hai đã cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất cưới gà, xây cất trổ cửa, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đã đến lúc cần phải giải quyết công việc cho xong hoặc cần phải thay đổi phương hướng kế hoạch hiện tại nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc phải ra đi để giải quyết tiếp xúc có tài lộc nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin tức ở xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi dậu con giáp tuổi dậu có thể thoải mái thể hiện cá tính độc đáo của mình trong ngày thiên ấn trợ mệnh như hôm nay nhất là với những ai làm trong các lĩnh vực có liên quan đến cộng đồng như nghệ thuật nghệ sĩ y học luật sư dịch vụ hay nghề tự do Tuy nhiên, người tuổi dậu dễ trở nên cô độc hơn trong ngày này. Phần thưởng cho sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc quả thực đã khiến cho không ít người đem lòng ghen tị đố kỵ. Ngũ hành kim thủy tương sinh, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến vô cùng tích cực. Những bài tập nhẹ nhàng đã phát huy tác dụng và giúp cho cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự buôn ba, phiền muộn, rắc rối mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm đi xa di chuyển không có kết quả hoặc kết quả vẫn y như tình trạng cũ chỉ nên ngồi yên và chỉnh đốn sắp xếp lại mọi việc tin tức không tốt có tin buồn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự cực nhọc vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc sức khỏe không tốt có tin buồn nên giới hạn việc đi lại di chuyển sự tiếp xúc giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp, dễ có sự hao tốn không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh tình thế hiện tại dù có khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn chuyện nhà cửa công danh tình cảm của mình lẫn người thân tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi tuất Chịu ảnh hưởng của hình hại đặc quyền, tinh thần của người tuổi tuất chẳng thể nào vui vẻ cho được. Những áp lực, những khó khăn chắc trở khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi may thay các thần chính quan xuất hiện trong thời điểm này sẽ mang đến những màn kết hợp tuyệt vời giúp bạn dễ dàng đạt được những cột mốc thành tích đáng nể trong suốt thời gian vừa qua trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong nhà kho nhà vệ sinh và phòng thai phụ ở chính do đó không nên tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tìm gặp quý nhân cấp trên hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân nên thay đổi mọi việc tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có sự sai hẹn rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán mọi việc cần nên nhẫn nại không nên chỉ nghe ý kiến của một phía cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định có tin tức ở xa về chuyện tình cảm sức khỏe buồn mạng của người thân có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm đề phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro tai nạn cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi hợi người tuổi hợi được tam hợp trợ mệnh nên vô cùng suôn sẻ hanh thông trong ngày thứ ba này. Bạn còn được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ mới, những công việc mới hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích trong tương lai. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện có thể sẽ giáng một đòn đau xuống ví tiền của bạn. Bản mệnh khó tránh việc này sinh tranh chấp với mọi người xung quanh. Không cẩn thận bạn sẽ phải nhìn thấy cảnh tiền bạc thất thoát đi từng ngày từng giờ mà không biết phải làm sao. Hôm nay chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều khởi sắc người độc thân vẫn chưa thể bước qua được ranh giới của mình đã đặt ra. Các cặp vợ chồng vẫn không ngừng tranh cãi liên miên, những bất đồng khiến đôi bên chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có tin buồn, tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự khó khăn trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha. Cũng không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác có sự tu bổ sửa chữa hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc nên thay đổi hoàn cảnh sống việc làm hiện tại có tin buồn tài lộc không tốt tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại